Phế liệu chiến tranh, đóng sách vụn hay kho báu chờ đợi? Này, bạn có bao giờ nghĩ về việc chiến tranh không chỉ để lại đau thương, mà còn để lại một gia tài khổng lồ dưới dạng phế liệu chưa? Nghe thì có vẻ kỳ quặc, nhưng thật ra, đóng sách vụn sau những cuộc chiến lớn lại là nguồn lợi không nhỏ cho những ai biết cách tận dụng. Hãy cùng mình khám phá một chút về chuyện này, đặc biệt là từ thời Thế chiến thứ 2 đến cuộc chiến Nga, Ukraine hiện nay. Thế chiến thứ 2, cuộc đại tiệc phế liệu. Sau Thế chiến thứ 2, các quốc gia thắng trận không chỉ nhận được danh hiệu chiến thắng mà còn nhận được cả một đống phế liệu khổng lồ. Hoa Kỳ, với lòng yêu thích sản xuất, đã tạo ra hàng chục triệu khẩu súng, hàng ngàn chiếc xe tăng và máy bay, rồi sau đó, họ lại phải nghĩ cách xử lý đống hàng tồn kho này. Bán thanh lý rẻ như cho, một khẩu súng tiểu liên chỉ có 10 đô la Mỹ, một chiếc xe tăng giá rẻ hơn cả chiếc xe đạp. Các tàu chiến cũ thì được dùng để đánh đắm, tạo thành rạn san hô nhân tạo dưới biển. Thật là một cách xử lý vừa sáng tạo vừa tiết kiệm, phải không? Liên Xô thì lại có cách làm khác. Họ quyết định tái chế tất cả mọi thứ, từ xe tăng, pháo, đến tất cả những thứ có thể tái sử dụng được. Không để lại thứ gì vô dụng, Liên Xô biến phế liệu thành tài nguyên quý giá, và rồi họ cẩn thận đến mức tự giới hạn luôn cả khả năng sản xuất quân sự, để không phải tái chế nhiều hơn nữa. Cuộc chiến Nga, Ukraine, vàng trong đống phế liệu. Bây giờ, quay trở lại với cuộc chiến Nga, Ukraine. Hàng ngày, trên chiến trường, những chiếc xe tăng, xe bọc thép và vô số loại vũ khí khác bị phá hủy, tạo nên một đống phế liệu khổng lồ. Đến lúc chiến tranh kết thúc, bạn nghĩ gì? Một đống sắt vụn không hơn không kém? Hay là một kho báu chờ đợi? Nếu nhìn lại bài học từ Thế chiến thứ 2, bạn sẽ thấy rằng đống sắt vụn đó có thể biến thành tiền tươi thóc thật nếu biết cách xử lý. Mỗi ngày, Nga và Ukraine tiêu tốn cả 100.000 viên đạn, và tất cả những gì còn lại sau trận chiến sẽ trở thành phế liệu giá trị. Nếu bạn có chút máu phiêu lưu và muốn đầu tư, thì thu mua phế liệu từ cuộc chiến này có thể là một phi vụ đấy. Kết luận, đóng sắt vụn hay kho báu, vậy đấy, đóng phế liệu chiến tranh không chỉ là thứ bỏ đi, mà còn là tiềm năng kinh tế nếu biết cách khai thác. Cứ nhìn vào các nước sau Thế chiến thứ 2 mà xem, họ đã biến phế liệu thành vàng như thế nào. Và trong bối cảnh cuộc chiến Nga, Ukraine, biết đâu đây lại là cơ hội cho bạn. Thế nên, nếu sau này có ai hỏi bạn về chuyện thu mua phế liệu từ chiến tranh, hãy nhớ rằng, trong mỗi đống sắt vụn kia, có thể là một kho báu đang chờ được bạn khám phá. Và biết đâu, bạn lại trở thành ông trùm phế liệu chiến tranh thì sao?